Đã bao giờ quý vị theo dõi một cuộc thi hoa hậu với những người đẹp đã từng là đàn ông chưa? Và bản tin đầu tiên trong bản tin hôm nay, Minh Huy sẽ chuyển đến quý vị về người đẹp Phi Luật Tân đã đăng quang ngôi vị hoa hậu chuyển giới toàn cầu. Một bản tin đến từ thành phố Pattaya của Thái Lan. Người đẹp đến từ Phi Luật Tân có tên là Citre Masela vừa xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi hoa hậu chuyển giới Miss International Queen năm 2015 được tổ chức ở Thái Lan. Đây là cuộc thi lớn nhất và uy tín nhất dành cho những người chuyển giới trên thế giới. Hoa hậu chuyển giới năm 2015 được tổ chức tại thành phố Pattaya của Thái Lan, vừa kết thúc vào ngày 6 tháng 11 vừa qua. Cô gái đến từ Phi Luật Tân là Tracy Masela, người giành ngôi vị hoa hậu của cuộc thi năm nay, 29 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Phi Luật Tân và đã nhận được vương miện có gắn đá quý từ tay người chiến thắng ở cuộc thi năm 2014 là Isabella Santiago, người Venezuela. Ngoài ra thì cô còn nhận được khoản tiền thưởng là 400.000 bạc Thái cùng một gói phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí tại Bangkok. Á hậu một của hậu chuyển giới năm 2015 là Vaselka Dominic France đến từ Brazil. Còn á hậu 2 có tên là Sophia Siri Tawana Nukon đến từ Thái Lan, tức hoa hậu chủ nhà. Hoa hậu chuyển giới năm 2015 thu hút 27 thí sinh đến từ 17 quốc gia tham dự. Các thí sinh cũng phải trải qua các vòng thi áo tắm, tài năng, ứng xử và các cuộc thi sắc đẹp khác. Miss International Queen được tổ chức với mục đích là nâng cao nhận thức về quyền của người chuyển giới.